Em chào các bác, chào mừng các bác đã và đang quay lại xem video này của em. Và hôm nay em trọng giới thiệu tới các bác mình xem có mẫu xe số tự động và còn rất là đẹp. Số tự động và còn rất là đẹp nhá. Đấy, nội thất rất là sang trọng. Đấy, các bác mình xem này, sàn được bọc một cái thảm rất là đẹp. Đấy, các bác xem này. Đấy. Và gương được tích hợp cụm điện nhé các bác nhá. Gương, cụm điện và ghế điện. Ghế điện có cả chế độ nhớ ghế nữa luôn. Đấy, và những cái vách cửa đây các bác xem này, còn rất là đẹp nhá. Đấy, màn hình rất là sắc nét. Đấy, hệ thống và củ số của xe đây, tất cả chức năng còn hoạt động tốt nhá các bác nhá. Tất cả chức năng của xe còn hoạt động tốt luôn. Và chiếc xe này thì các bác thấy được thiết kế một cái trần rất đặc biệt và rất là giá trị nhá. Đây các bác xe này, cửa lốc vẫn hoạt động tốt. Đấy, xe thì được trang bị rất là nhiều túi khí. Đây các bác xe này, túi khí ở vô lăng, túi khí ở táp lô và ở những cái cột. Trang bị từ 6 đến 8 túi khí các bác nhá. Em đếm xem nào. 2 4 này. 6 8 túi khí. Rất là nhiều túi khí xung quanh xe. Bảo vệ an toàn cho các bác khi ngồi bên trong đúng không ạ? Và đây là phím điều khiển âm thanh nhé các bác nhá. Đấy, một chiếc xe còn tương đối là đẹp. Đây nội thất đây. Đấy, rất là sáng và còn rất là tươi. Đấy, nội thất cụ thể nội thất của xe đó thì em quay sơ qua rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác mình biết về cái mẫu xe này nhá. Đây là mẫu xe Ford Mondeo. Chiếc này sản xuất năm 2004, số tự động. 2004 số tự động các bác nhá. Đây cabo chưa đóng hết xuống. À, các bác mình xem đây, đây là phần đầu của xe. Số tự động vào đây là một chiếc xe bản đủ 2.4. Đấy, bản đủ 2.4. Và chiếc xe này thì các bác thấy là được nắp biển 61A. Đấy, một chiếc xe đến từ Bình Dương. Bác nào trong khu vực Bình Dương hoặc là khu vực miền Nam mua chiếc xe này thì quá là ok rồi. Có thể là không cần phải sang tên cũng được đúng không ạ? Đặc biệt là các bác ở trong khu vực Bình Dương. Em bán xe trong Bình Dương rất là nhiều nhá. Bác nào mà đang xem video của em mà trong Bình Dương thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển. Nếu các bác cần thì cả hồ sơ hoặc là công chứng ủy quyền, công chứng mua bán nữa luôn. Còn bác nào ở khu vực miền Bắc, ở gần khu vực nhà em, gần khu vực Hải Dương đúng không ạ, mà các bác nhà mình đang quan tâm đến cái mẫu xe Ford Mondeo này thì mà đang thích, đang kết chiếc xe này thì bên em sẽ hỗ trợ hồ sơ cho các bác nhà mình mua về ra tên nhé. Nên chỉ cần bên em rút hồ sơ thôi thì các bác về ra tên bất cứ tỉnh nào trên toàn quốc luôn. Và em cũng thông báo cho các bác nhà mình biết là bên em hiện tại đang có hai chiếc xe Ford Mondeo như thế này nhá. Một chiếc nữa biển 30 màu đen và cũng là đời 2004, số tự động bản đủ 2.4. Và chiếc đó thì cũng rất là đẹp luôn nhá. Và độ zin thì còn rất là cao nhá. Bác nào đang quan tâm đến hai mẫu xe Ford Mondeo của bên em thì hãy alo cho bên em để được tư vấn thêm nhá. Theo số điện thoại các bác ghi vào và các bác lưu vào nhá. Thì, theo số 0938586307 được thêm thông tin chi tiết về hai mẫu xe bên em đang có và những cái mẫu xe khác hiện tại đang có ở bãi nhá. Bên em thì rất là nhiều, luôn luôn là có tầm đây, những chiếc xe này cũng là số tự động luôn này. Đây mấy chiếc xe này này cũng đều là số tự động cả nhá. Đây các bác xem này, rất là nhiều số tự động, rất là nhiều với tầm tiền trên 100 triệu, cực kỳ là nhiều luôn nhá. Các bác nhà mình hãy đến trực tiếp cửa hàng bên em để được xem xe theo địa chỉ là 507 Lê Thị Nghị, rẽ vào trong một chút là tới ngay bãi xe bên em. Các bác nhà mình đang theo dõi video này mà chưa ấn đăng ký kênh và chưa ấn thông báo chuông thì các bác hãy nhanh tay và ấn luôn vào cái nút đăng ký và nút thông báo nhé, để được thường xuyên theo dõi, thường xuyên cập nhật những cái mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Ngày nào em cũng đăng lên vài cái mẫu xe liền các bác nhé. Ngày nào cũng đăng lên vài mẫu xe liền để cho các bác nhà mình tham khảo lựa chọn. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết phần nội thất bên trong để các bác mình xem trước. Chiếc này thì bên em cũng cam kết là keo chỉ còn nguyên zin. Đây, đây keo chỉ còn nguyên hết nhá. Đấy, và táp đi táp lô thì còn các bác thấy còn rất là mới, còn rất là tươi luôn. Đấy, gương hoàn toàn là chính điện đúng không? Ghế cũng hoàn toàn là chính điện. Và đây có cả những cái vị trí nhớ ghế của xe nữa đây. Đấy, khi các bác đặt ở đây thì sẽ ghế lái này sẽ tự động nhớ nhá. Bốn cánh hoàn toàn là bằng điện hết. Đấy, các bác thấy đây, những còn khóa cánh cửa còn rất là sáng và những cái bu lông vặn
ở cánh cửa bản lề, cánh cửa này vẫn còn nguyên, chưa hề vặn vọ các bác nhá, chưa hề tháo rời. Đấy, bộ ghế da màu đen, nội thất chiếc xe hoàn toàn là màu đen, đèn của xe hoàn toàn là tự động các bác nhá. Đây đèn, đây đèn pha, và đây là gạt, đây là sinh nhan cũng như là chỉnh đèn pha. Đấy, còn đây là những cái phím điều khiển âm thanh. Đấy, vô lăng 4 chấu tích hợp từ khía giữa. Đấy, táp lô đây, có thì mình cùng đón xem nhá. Táp lô của xe được thiết kế hoàn toàn bằng da. Đấy, bên đây được trang bị một túi khí nữa nhá. Đấy, trang bị màn hình và camera lùi đầy đủ hết, điều hòa auto tự động hai vùng nóng và lạnh. Đấy, chủ xe trước thì các bác thấy là cũng được dán cái chỗ vị trí này vào rồi, nhìn rất là hay. Đấy, ghế da bên phụ và ghế bên phụ thì cũng đều được trang bị bằng điện hết các bác nhá, đều được điều chỉnh bằng điện hết đấy ạ. Và đây các bác nhà mình đón xem nốt cái những cái phần tiếp theo của xe. Đấy, keo chỉ các bác thấy đúng không ạ, và tắp ly tắp lô đây nhá. Các bác xem video của em hãy để lại một lần like nữa nhá, một lần like và một lần chia sẻ để cho nhiều người biết đến hơn. Và một lần like thì bên em ủng hộ em bằng cách là để lại một lần like, thì bên em sẽ tiếp cận được nhiều tương tác hơn, thì như vậy em cũng sẽ cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, sàn ra đây nhé các bác nhé. Đấy, sàn rất là sang. Đấy, hàng ghế sau đây, một chiếc xe có nội thất khá là tươi. Đấy, khá là tươi luôn, lòng trong hoàn toàn sơn zin nhé. Đấy, cái vị trí khóa cánh cửa đây các bác xem này, em chỉnh nét cho các bác xem rất là đẹp luôn. Đấy, từ cái vị trí như là thắt dây an toàn đúng không ạ, đây các bác xem này còn rất là sáng luôn nhé. Đấy, vị trí đằng sau đây, đấy, vẫn còn đầy đủ hết, kể cả như là cái chỗ cái lỗ kia để đựng đồ kìa vẫn còn nguyên nhé các bác nhá. Đấy, loa và cả rèm che nắng vẫn đầy đủ hết nhá, loa và rèm che nắng vẫn đầy đủ hết. Trần đây các bác xem này, trần rất đẹp luôn, thiết kế 5D rất là sáng đúng không? Đấy, và bây giờ em mời các bác mình sang bên phụ xem nội thất bên phụ nhé. Bốn tắp đi cửa đẹp rất là đều. Đấy, keo chỉ bốn cánh còn nguyên hết. Và những cái cánh của dòng xe Fondel thì các bác thì mình thấy là được thiết kế hoàn toàn bằng da. Đấy, những cái phần da mà nhà máy, những cái hãng thiết kế ra đấy thì các bác thấy theo xe nó còn rất là đẹp đúng không ạ? Đéo nói thì sẽ rất ít khi mà hỏng được những cái phần da. Đấy, vách cửa đây, và đây ghế nữa nhá, đấy, ghế điện này, ghế hoàn toàn là chỉnh điện. Đây các bác mình đón xem thật kỹ nhá, và các bác nhà mình nếu đang thích chiếc xe này rồi thì các bác mình hãy chốt nhanh, vì những chiếc xe đẹp mà em đăng lên ấy thì thường thường là được khách hàng rất là quan tâm, cho nên là bác nào mà đang thích chiếc xe này rồi thì chốt nhanh nhá, có thể là chuyển cọc em sẽ giữ lại cho. Chuyển cọc thì các bác nhà mình ví dụ chưa đủ tiền thì có thể xoay trong vòng một vài hôm đúng không ạ, em giữ lại xe cho nhá, rất là đơn giản thôi. Và các bác nào ở trong khu vực miền Nam thì chỉ cần chuyển cọc cho em thì em sẽ chuyển xe vào, có khi các bác nhận xe rồi mới thanh toán nốt nhé. Đấy, rất là đơn giản. Và hiện tại thì em đang quay cái táp lô của cái chiếc xe này để các bác nhà mình cùng xem đây. Khóa khiển theo xe vẫn còn nguyên nhé, vẫn còn nguyên khóa khiển theo xe. Và lốt cái phần nội thất ở đằng sau bên phụ, em điều chỉnh ánh sáng tốt nhất để các bác mình xem nhé. Đấy, rất là đẹp. Hiện tại em quay với thời tiết là cũng hơn 6 giờ. Đấy, hơn 6 giờ tối nhá. Cho nên là đôi khi nào có một vài vị trí nó hơi tối một chút. Đấy. Nhưng mà với cái máy iPhone của em thì các bác thấy là quay vẫn còn nhìn khá là rõ đúng không ạ? Đấy, tất cả những cái gioăng cửa này các bác xem này, tất cả gioăng cửa nhá. Mà thậm chí chủ xe trước cũng lắp thêm cả một cái gioăng ở đây nữa để cách âm đúng không ạ? Và cái gioăng khung, gioăng cánh cửa xe các bác thấy còn rất là dẻo dai đúng không ạ? Vách cửa đây. Đấy, một chiếc xe còn tương đối là cứng cáp nhá. Và một dàn lốp thì rất là dày. Lốp
cửa lại và quay các bác mình xem chi tiết cái phần hình thức bên ngoài của chiếc xe này. Đấy, đóng cửa lại nhá. Đây em đóng cả hai cái. À, thôi bây giờ em sẽ quay trước đi, tí sang bên đấy thì mở capo ra và quay sau. Đây, cụ thể phần đầu của cái chiếc xe đây, các anh em mình cùng xem này. Đấy, đèn đèn pha của xe cũng đã được đánh, giờ các bác thấy rất là trong và rất là sáng luôn đúng không ạ? Và nước sơn của xe này. Đấy, soi được cả gương luôn. Đúng không ạ? Soi được cả gương luôn. Và cái phần cản trước thì chủ trước cũng đã được đổi màu thành màu sáng đúng không ạ? Đây các bác xem này. Phần pha đèn của xe rất là sáng và các bác thấy là phần bóng đèn của xe được trang bị đèn bi salon siêu sáng luôn nhá. Đăng kiểm của đến tháng 7 năm 2020. Đấy. Đây, các bác em mình xem nhá. Đấy, và đây là phần form sườn của chiếc xe đây. Đấy, form sườn đây. Đấy, sơn xi rất là bóng mượt sạch sẽ nhá. Và các bác thấy những cái đường chỉ và đường gân nổi lên của xe vẫn còn rất là đều. Và những cái mép cửa của xe còn rất là khít nhá. Rất là khít luôn. Đây, những cái phần tiếp theo đây nhá. Đấy, một dàn lốp rất là dày. Và đèn trước đèn sau thì rất là sáng nhá. Đây, các bác nhìn mình xem này. Cụ thể phần đằng sau các bác nhìn mình cùng xem nhá. À, trước sau và trên dưới thì các bác thấy này, nước sơn của xe quá đẹp luôn đúng không ạ? Và soi được gương luôn. Tuy rằng là bây giờ thời tiết là đã hơn 6 giờ chiều rồi. Đấy, các bác nhìn mình xem này. Một chiếc xe còn tương đối là sáng và sạch sẽ. Các bác biết rồi, những cái chiếc xe mà trong khu vực miền Nam ấy, người ta đi người ta rất là kỹ, người ta rất là giữ xe. Đúng không? Rất là giữ xe luôn. Đấy, bác nào mà từng trong miền Nam thì các bác cũng cũng biết là những chiếc xe trong miền Nam thì nó rất là đẹp. Chủ xe bao giờ đi là cũng sẽ giữ gìn hơn những khu vực như là miền Trung đúng không ạ? Em thấy là miền Trung đi là miền là những cái miền mà người ta đi nhiều và người ta không giữ bằng miền Bắc và miền Nam đâu ạ. Đấy là cá nhân của em cảm nhận là như vậy. Tất nhiên là ở đâu thì cũng có người nọ người kia đúng không bác? Đấy, chiếc xe có nước sơn rất bóng đẹp luôn. Đấy, lốp tiếp theo đây. Nội thất của xe thì em đã quay rồi. Và các anh mình bây giờ bắt đầu xem thêm một bên trong khoang máy của xe nhé. Đấy, cabo thì đã được giật lên rồi. Rồi ok. Đấy, những cái ti chống của xe vẫn còn nguyên nhá. Đấy, phần khoang máy đây. Vẫn còn lắp máy nữa luôn. Đúng không ạ? Và phần khoang máy đây các bác em mình xem này, khô ráo sạch sẽ và còn rất là sáng. Máy của chiếc xe này lổ rất là êm nhá. Riêng về máy của xe này thì các bác mình yên tâm, không cần phải suy nghĩ lo lắng gì về vấn đề máy vì máy cực chất luôn, đảm bảo các anh mình luôn nhé. Và xe thì em đã quay rồi, các anh mình hãy xem và alo cho bên em để được chốt sớm về chiếc xe Formandale này nhé. Một chiếc xe còn tương đối là cứng, tương đối là cứng cáp luôn. Em mời các anh mình đến địa chỉ cửa hàng 507 Lê Thanh Nghị của thành phố Hải Dương và số điện thoại để liên hệ là số 093 8586 307 các bác nhá. Các bác liên hệ cho em Trâm theo số điện thoại đó. Zalo cũng như là Facebook cũng là số điện thoại đó các bác nhá. Và các bác mình xem video thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn một lần nữa là nhấn thông báo chuông. Một lần thông báo chuông nữa nhá để theo dõi những mẫu video khác em đăng lên. Và cũng một điều nữa em cũng muốn nói thêm đấy là các bác mình nếu mà có nhu cầu bán xe hoặc đổi xe thì các bác hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0389000555 để được trao đổi một cách cụ thể chi tiết nhất nhá. Rồi ok em Trâm xin chân thành cảm ơn ạ.